Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm qua Quỹ ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ tổ chức họp mặt thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách thương binh trên địa bàn. Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam. Ông lại truyền thống 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời trao tặng 37 phần quà cho các thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi phần gồm 1 triệu 300 ngàn đồng tiền mặt. Quyện Cờ Đỏ hiện có 384 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó 128 người hưởng trợ cấp thường xuyên.